đây là đám cưới của dân tộc Tày. Hiện tại đây hôm nay đây là đám cưới của Tày, là đang trong hôm Tày đây đang khách đang ngồi giao lưu trong đám hát lượt cõi để giao lưu cùng nhau, tìm hiểu về nhau những phong cách của từ trước quen nhau tới giờ. Thì hôm nay khách sẽ gặp nhau, lâu lâu thì gặp một mối, bao nhiêu năm thế gặp nhau một lần, bao nhiêu gặp nhau một lần, hôm nay thế hát lượn cõi để giao lưu cùng nhau. Ai thua người đấy sẽ uống rượu. Hiện tại bây giờ bạn cũ gặp bạn mới, nó đang hát đối đáp. Chắc là chưa chắc là bên nào thua bên nào. Hiện tại bây giờ nó đang đối đáp. Đây là những mâm cỗ của khách đang ngồi xuống sủ, khách đang xuống sủ. Còn những mâm bên kia là khách đang ngồi uống rượu, uống nước để nói chuyện. Còn những mâm này là khách đang hát hò, giao lưu.